Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin an toàn giao thông trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những tin tức về tình hình trật tự an toàn giao thông diễn ra tại các địa phương trong tuần qua sẽ được chúng tôi đề cập đến trong bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Ngày 7 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Khương tổ chức khởi công nâng cấp tuyến đường liên thôn La Pàn Tẩn, Mường Lum thuộc xã La Pàn Tẩn. Tuyến đường có chiều dài khoảng 10 km. Năm 1999, từ nguồn vốn chương trình 135, tuyến đường này được mở mới với chiều rộng nền đường là 2 mét. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại vận chuyển nông sản của người dân rất khó khăn. Ngày 7 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt nâng cấp công trình đường liên thôn La Pàn Tẩn Mường Lum với chiều dài 7,5 km, mặt đường được láng nhựa. Một số đoạn có dốc lớn sẽ được đổ bê tông mặt đường. Hệ thống thoát nước dọc được gia cố bằng bê tông xi măng, tổng mức đầu tư 12,8 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm 2022 sẽ hoàn thành việc nâng cấp tuyến đường, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao cuộc sống nhân dân. Thông tin từ Tổ công tác liên ngành về kiểm soát tải trọng. Qua kiểm tra tại quốc lộ 4E, lực lượng đã xử lý 8 phương tiện vi phạm quá tải trọng, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 15 trường hợp với số tiền khoảng 144 triệu đồng. Cụ thể, từ 14 giờ ngày 29 tháng 9 đến 14 giờ ngày 30 tháng 9, Tổ công tác liên ngành của tỉnh gồm Thanh tra Giao thông, Công an tỉnh và Công an huyện Bảo Thắng tiến hành kiểm tra tải trọng tại km 20+950 quốc lộ 4E thuộc địa phận thôn Hùng Xuân, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng. Qua kiểm tra tải trọng, Tổ công tác đã xử lý 8 phương tiện, trong đó một ô tô vi phạm về cơi nới thành thùng, 7 ô tô vi phạm quá tải trọng. Trường hợp vi phạm cao nhất vượt hơn 150%. Lực lượng chức năng đã tạm giữ một xe ô tô semi rơ móc do lái xe đã bị tước giấy phép lái xe. Được biết, trong đợt này, Tổ công tác liên ngành của tỉnh sẽ thực hiện tuần tra kiểm soát tại các điểm trên địa bàn có xe ô tô có dấu hiệu quá khổ quá tải lưu thông, trọng tâm là tuyến tỉnh lộ 151, tỉnh lộ 152, khu vực nút giao vào cao tốc Nội Bài Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vừa qua Công an thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng đã triển khai lắp đặt thí điểm hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại tổ dân phố số 4 bằng nguồn xã hội hóa. Việc triển khai lắp đặt các mắt camera an ninh này được bố trí tại các vị trí trọng yếu như trên các tuyến đường trục chính của tổ dân phố và những nơi tập trung đông người qua lại như trường học, chợ và phòng khám bệnh. Thì sau khi lắp đặt đến hôm nay là vào sử dụng trong vòng một tuần thì chúng thấy rằng là cái hiệu quả của nó đã được nâng lên. Thứ nhất, nó tăng cường thêm cái việc chấp hành cái an toàn giao thông của nhân dân. Cái thứ hai là nó góp phần vào cái việc theo dõi, giám sát cái tình hình an ninh trật tự ở tại thôn bản. Và từ cái hoạt động đấy thì nó giúp cho chi bộ cũng như tổ dân phố trong vấn đề thực hiện an ninh trật tự ở cơ sở. Hiện có 12 camera an ninh đã được lắp đặt tại tổ dân phố số 4 thị trấn Phong Hải, hoạt động liên tục 24/24 giờ. Tất cả các dữ liệu được ghi lại và truyền về máy chủ được lắp đặt tại trụ sở công an thị trấn. Hệ thống này sẽ giúp chính quyền địa phương và các ngành chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, nhận dạng, theo dõi và bắt giữ các đối tượng nghi vấn, cũng như giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến tai nạn va chạm giao thông. Đối với địa bàn tổ dân phố 4 là địa bàn trung tâm, có rất phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là vấn đề tai nạn giao thông thì thường xuyên có 3 điểm trường ở tại tổ dân phố 4 tập trung rất đông các học sinh. Khi vụ việc xảy ra thì cái camera an ninh này sẽ giúp cho cơ quan chúng tôi điều tra, xác minh và truy vết ngược lại và sớm để tìm ra các đối tượng phạm tội. Trong quá trình đầu tư ấy, thì các mặt hạ tầng chúng tôi đã tính toán để sau này có cái sự kết nối giữa các cái thôn tổ dân phố khác để có cái sự đồng bộ. Và chắc chắn là chúng ta nhận thấy cái việc lắp hệ thống camera này là có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Do vậy mà Đảng ủy, Ủy ban sẽ có cái tính toán để có cái sự nhân rộng ra các thôn tổ dân phố khác trên địa bàn. 9 tháng năm 2021, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Phong Hải tiếp tục được giữ vững. Tuy nhiên, với đặc điểm địa bàn rộng, tình hình an ninh trật tự, nhất là an toàn giao thông, luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do vậy, việc đưa vào sử dụng camera giám sát an ninh trật tự được xem như là tai mắt, cánh tay nối dài của lực lượng công an thị trấn, giúp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Nội dung thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.